Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Robin và nó có tên là NB3000 nha các bạn. Cây NB3000 này nó có cái nòng là 36 ly nha các bạn. Nó bằng với cái nòng của TL33 các bạn. Chạy rất là đã luôn. Tại vì nó 36 ly là do nó dên dài ha. Dên dài bánh chấn lớn nó phải thiết kế 36 ly nó dài ha. Cái thằng thiết kế 37 ly thì dên nó không có dài bằng ha. Cái thằng thiết kế 36 ly dên nó sẽ dài hơn. Cái nòng các bạn thấy ha, dài sọc luôn. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Chụp giật trợ lực, giật rất là sướng luôn. À, chạy chế quạt khí quanh rồ ha. Nắp xăng kính nha. Ồ, nắp xăng có lỗ thông hơi các bạn. Nắp xăng có lỗ thông hơi ha. Rất là đã luôn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng nè. Cái xăng ở ngoài này ha. Nhớt ở trong nè. Nhớt ở ngoài nè. Cái xăng nè. Xăng cộng với nhớt nha. Với tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn nên xài là tối thiểu cũng phải 50cc trên lít nha các bạn. Tối thiểu phải 50cc trên lít ha. Rồi các bạn có thể tăng lên 60, 70. Tùy theo mình cưng cái máy mình thì mình xài nhiều nhiều nhớt tí ha. Nhớt nhiều mà cỡ 80cc trở lại nó không có hề gì tới cái hệ thống đánh lửa của mình hết các bạn. Cái hệ thống đánh lửa của mình tốt rồi là 80cc bogey không, cũng không chết. Nó chết nó chéo gì hết các bạn. Các bạn xài rồi các bạn trải nghiệm rồi các bạn hãy ghi nhận cái lời nói mình, không có phải nói ngoa, không phải mình nói đại đâu. Mình có trải nghiệm rồi mình mới nói chứ không có mình không phải nói đại nói liều đâu. Còn các bạn xài mà từ 60 tới 70 cc thì cái nòng của bạn xài tới cái máy tan tác hết rồi, cái nòng chưa có lột các bạn như vậy đó. Còn các bạn xài mà cỡ 40 cc ha, các bạn nói vậy là ngon rồi, 30 cc là ngon rồi. Nhưng mà các bạn xài, người ta xài máy rất là bền, máy của người ta banh hết chưa lột nòng, cái máy bạn mới chát mà lột nòng rồi. Là do các bạn cái chế độ nhớt các bạn quá ít ha. Nó chạy ít nó chạy cũng được mà nhiều nó chạy cũng được, nhưng mà nhiều á là nó đủ bôi trơn. Nhằm khi cái nhà chế tạo nó không để tỷ lệ cho mình để mình ở nhà mình từ từ mình khám phá ra ha, cái sự am hiểu của mình đó. Đây các bạn xem cái Robin NB3000 nó đẹp đẹp như là đập thùng vậy các bạn. Made in Japan. Ở trong cái IC nó cũng có đóng Made in Japan. Các bạn quan sát xem cái nòng của nó nha. Trắng tinh luôn. Trắng không phải trắng tát đâu các bạn, mà nó là màu xám ấy. Màu xám. Rất là đẹp ha. Ghi cũng trắng tinh luôn các bạn. Chế quạt khí quanh rồ ha. Các bạn quan sát xem. Đẹp như là đập thùng vậy. Đập thùng sao nó vậy các bạn. Các chi tiết không có chi tiết nào mà gọi là không vừa ý hết ha. Robin tùm này. Móc dây đeo nữa các bạn. Cầm nữa nè. Tay nắm phía trái nè. Tay nắm phía phải mình đổ tay ga bóp ha. Tay ga bóp bằng nhôm ha. Gãy tay chứ không có gãy tay ga đâu các bạn. Ga này không bao giờ gãy nổi ha, rất là chuẩn luôn. Các bạn quan sát tiếp cần láp đó ha. Robin NB3000 AU quá dữ. Cần cỏ zin của nó luôn nè. Cần láp 25 nha các bạn. Láp 25 là nó vừa xài dữ lắm các bạn. 26 thì hơi nặng nha. 25 là nó vừa xài. 24 thì với dòng máy nhỏ thì vừa ha. Với dòng máy lớn thì nó cũng hơi thấy nó hơi mỏng mảnh tí. Nhưng mà 25 là cực kỳ vừa luôn các bạn. Ống 25 ha. Các bạn thấy cái cùi nữa nè. Rất là đỉnh. Cùi zin của dòng Robin Makita đó các bạn. Robin Makita ra bíp chứ răng ni đó là một thứ đó các bạn. Ở đây cái lỗ chốt... đây các bạn, đây nè, cái lỗ chốt nó nằm đây nha.
đây, chứ không phải nó ở bên hông như như các dòng cùi khác nha. Đây lỗ chốt đây nè, ha. Chống dính cỏ nè, ở đây nó có cái lợi nó méo ra ha, không cho cỏ dướng vô. Đấy, các bạn quan sát xem ha, rất là đỉnh. Có hôm nào mình rảnh rỗi mình hướng dẫn các bạn độ những cái chống dính cỏ này xài cho nó sướng nha. Cái này mình có thể độ được các bạn ơi. Của mình lỡ không có đồ chống dính cỏ nó mà đồ nhiều mình có thể độ được, độ cái chống dính cỏ. Các bạn thấy mà nếu không có cái chống dính cỏ này các bạn cắt rồi các bạn làm được một cái chống dính cỏ rồi, các bạn thấy nó hữu hiệu, nó đỡ tốn thời gian của mình gỡ cỏ lắm các bạn. Dao nó cứ quay tích hoài suốt suốt buổi mình làm, nó không bị đứng dao ha. Còn không có chống dính cỏ nó quấn này kia kia nọ, gặp mấy cây cỏ dai hoặc là dây chuối hay dây ni lông rồi nó quấn vô thì máy mình bị đứng ha, mình mặc tắt máy mình gỡ ha. Còn có chống dính cỏ này thôi các bạn, chạy hoài nó không có đứng dao ha, nó hữu hiệu như thế. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Chụp giật trợ lực nè, cho mình khoe cho các bạn chút nha. Chưa sừ luôn nè, bóng lưỡng chưa sừ luôn. Rồi nổ nha. Tắt nha các bạn. Đây các bạn thấy không, cái dòng rubin này cái công tắc á, nhìn thấy cũng đã thấy không, nó làm rất là cầu kỳ ha. Nó để trong một cái ô vậy ha, đang cho mình đừng dướng bị tắt ha, chứ nó bảo vệ cho nó bền các bạn. Đấy. Đó, mình nổ lại cho các bạn xem nha. Tắt nha. Nổ lại nha. Tắt nha. Nổ nha. Lớn cho các bạn xem nha, chạy súng nổ. Rồi cái video mình giới thiệu cây Robin NB3000 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.